bánh xèo nha anh em. Rồi không? Đó. Đây bánh xèo nha. Thả dầu vô nha. Thả dầu nhiều nhiều vô. Thả dầu vô đó. Thả dầu vô. Rồi này, đây là bột nha. Đây là bánh xèo nha. Cái này bánh xèo, tao lấy cho anh thử cho tin. Này khéo lắm mới làm được nha. Tại sớm giờ được có hai cái à. Tại vì thôi nó ăn đó. Đó, đó đây nè. Đó, bắt đầu mình để nhân vô nè. Mình để nhân vô đây. Các cháu ô, các cháu. Đó, mình gắp nhân vô nè, gắp nè, đó, để vô. Ăn cho đi đều coi. Đây, cái sao chà bá đây. Đó, mình để nhân thịt vô ha. Này thịt đây, thịt bằng. Thịt cá hấu. Thịt cá hấu. Đó. Ô, đây đây. Đó, đây là phụ nè. Cái này là một đó, nhuyễn chưa? Bánh xèo này. Chuyên nghiệp mới làm được gì được. À, mình để cái lá chuối này đựng cho dính nha. Nè nóng nóng này ăn là hết sảy bạch luôn. Ồ, nó ngon lắm nè. Chết mẹ rồi, hư rồi nè, thôi hư rồi. Ở đâu ăn này nha. À, bắt đầu cái này gánh Hùng ăn nè. Đó. Ăn đi. Hùng ăn nè. Gánh Hùng rồi đó. Bỏ rồi cho cái trứng rồi, gánh bánh bảy. Chấm coi ăn, mình diễn tả mình ăn cảm giác như thế nào. Giao kìa. Mình phải diễn tả mình Hùng ăn mà mình bánh xèo coi trời. Giao dưa giao mứt coi. Đó, sắc dưa nè. Bánh xanh nè. Đó, gói nè anh em. Rồi anh em mua bánh xèo ăn. Đừng thấy mặt tao chưng nè. Thấy luôn, phải cho thấy mới được. Tao không ăn mà trời ơi. Quá vừa người cô bác. Đó, gói nữa nè. Chấm nước mắm nè. Nhai nè, nó nhức nách luôn nè, nó nhìn ba. Nhìn ba mà thấy thèm. Anh em thèm gì miền Tây nha. Đó, chấm nè. Nó không gặp ngon quá giòn. Chúng chừng nó lỗ bánh quá giòn. Tạ này đi bánh ngon quá. Ừ, ngon quá nên anh lại. Cái này quá ngon lại luôn. Tao quay cho nó. Quay cho nó. Ừ. Lỗ tôi. Đó, đây là thằng quay phim. Thằng quay phim đây là giờ nó ăn đây nha. Đó. Rồi nè. Ăn đó. Cho nhái này nè. Nhái đây. Cái thằng quay phim giờ nó thấy tôi ăn nó quá thèm rồi. Giờ ăn luôn rồi. À, nó ăn giờ nó ăn luôn rồi. Đó, đó thấy không? Cái thằng quay phim nó ăn từ từ không? Như vợ cỏ. Ê, cô bác nào lên quay phim không? Ăn bánh xèo quay Facebook nè. Trời bố, thằng quay phim bây giờ nó đang đói nữa. Quá không? Ngon. Ngon hả? Ừ. Ngon lắm mà. Con nhỏ đổ bánh này giờ không thấy nó thèm, nó ngầu nó như dòm không chứ nó dám ăn. Nó chạy ra hết đây. Ăn mấy rồi đã đói cha. Con nhỏ này nó không cười. Nó đổ bánh nó chạy nó miếng mà cười.
rồi. Vô ăn quá. Rồi vô nè. Còn nhớ menu này theo Thịnh nè. Có. Nửa đi mày hết đi. Rồi. Ăn nhiều quá anh ta. Cái cái gì không cho tránh tụ tập đông người mà cái gì nè. Quên. Không ai. Lão đi đâu à? Chết ba bò né để dưới cho dì bảy với ông ba rồi cái này là chết nữa. Chết nữa đi. Chứ cái dĩa về bánh kẹo gì dòm như dĩa gì đó. Tư vô ngồi Tư trống chỗ nè Tư. Con cầm máy này là không đứa nào em vô chân á. Con cầm máy gì là không đứa nào em vô chân á bà ngồi đi.